Xin chào mọi người, trong cái video hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách đăng ký để nộp hồ sơ xóa chấp tại văn phòng đất đai thành phố Hà Nội nằm trên đường Hoàng Minh Giám các bạn nhé. Bây giờ chúng ta vào việc luôn này. Trước hết là các bạn truy cập vào cái đường link như trên đầu ngón tay mình chỉ này, sở tài nguyên môi trường .hà nội.gov.vn nhé. Nó ra cái giao diện như này, chúng ta vuốt xuống dưới nhé. Vuốt xuống dưới. Chúng ta tìm cái mục là biểu mẫu đăng ký tiếp nhận hồ sơ giao dịch đảm bảo của hệ thống văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nhé. Ở đây có số điện thoại, nếu thắc mắc gì khác chúng ta có thể gọi điện để hỏi nhé. Nhấn vào đây. Nó sang cái này thì chúng ta chọn cái mục là biểu mẫu đăng ký tiếp nhận hồ sơ giao dịch đảm bảo nhé. Đến đây thì chúng ta vuốt nó lên. Ở dưới này chúng ta ấn vào chữ tiếp nhé. Sang đến đây rồi thì nó có những cái mục này là bắt buộc này. Văn phòng đăng ký đất đai thì chúng ta phải ấn vào đây để chọn đúng văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nhé. Còn nếu mà các bạn ở nơi khác thì chọn những cái chỗ khác nhé. Chi nhánh gì đấy này, Ba Đình vân vân này. Thủ tục thì xóa chấp hay thế chấp này, chúng ta ấn xóa chấp này. Xong chúng ta ấn tiếp nhé. Đấy, nó ra đến đây rồi thì những cái mục trên này chúng ta có hết rồi, thông tin rồi đúng không ạ? Chúng ta phải đăng ký vào cả email và điện thoại. Sau khi mà đăng ký xong thì chúng ta chọn gửi. Thì sau khi mà gửi xong nhé, thì bên văn phòng đăng ký đất đai trong vòng 24 tiếng họ sẽ một là gọi điện và thông thường là sẽ nhắn tin vào số điện thoại của chúng ta để cho chúng ta một cái lịch hẹn. Thì ở văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội này thực sự nó rất là đông. Mình đã làm mấy lần rồi thì họ hẹn tầm từ 7 đến 10 ngày sau mình mới lên để nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ xong thì họ sẽ xử lý trong vòng khoảng 3 ngày. Sau 3 ngày thì họ trả kết quả và chúng ta đến để lấy kết quả mang về. Như vậy tổng thời gian trung bình mất khoảng 13 ngày đến 15 ngày nếu mà không có gì biến động đặc biệt anh em nhé. Đấy cũng đơn giản như vậy thôi. Cái này nó rất là đơn giản, nó chỉ là thao tác là mình đặt lịch hẹn thôi chứ cũng không có gì ghê gớm cả. Xóa chấp thì phải có cái sổ gốc này, hai cái tờ phiếu của ngân hàng này, phiếu yêu cầu đăng ký xóa chấp này, và hai cái thông báo của ngân hàng. Hai cái thông báo của ngân hàng, một cái nó sẽ gửi ra văn phòng công chứng và một cái nó sẽ gửi cho văn phòng đăng ký đất đai. Đấy, chỉ có thế thôi chứ không phải làm gì khác. Chính chủ hoặc ủy quyền, nếu mà làm thay làm hộ thì phải có ủy quyền ra công chứng làm ủy quyền hẳn hoi mọi người nhé. Rồi chào mọi người.